Nước đang rút chảy quá mạnh. Mặc chiếc áo này nè, nó tạo ra lực ma sát quá mạnh vô da thịt, rát quá, không bơi được nữa. Bởi vì cá mà nó mà bị nước kéo á, mà nó không bơi theo dòng nước á, nó mà bơi ngược dòng nước á là nó chóc vẫy luôn á. Bởi vì em bơi quần áo của em nó nát hết, nó rách, nó lủng đáy hết trơn, tại em bơi cái tư thế quặp người nhiều quá. Nên mặc đồ tiên cá của em á, là phải mặc luôn cả quần áo. Không thôi mà mặc mấy quần áo thường, quần áo vải á, nếu mà ra biển bơi á, chịu không được đâu. Rát người lắm, lên nó xước người hết. Đó, sáng sơ sơ vậy thôi làm 3-4 cây số rồi mà bơi ngược dòng nước chảy không à. Mà vậy vẫn chưa đủ đô, nhưng mà không muốn bơi nhiều, mà bơi nhiều đói luôn á, tại phải làm lo làm việc nữa, về chăm sóc mấy con thú nữa. Mà chỉ hy vọng là được ủng hộ để có một ít lợi nhuận từ quảng cáo, không phải nhiều luôn á, từ YouTube á, để giải cứu rừng nữa, làm mấy cái chương trình bảo vệ thiên nhiên nữa. Ây da, nhiều lắm. Ây da, tròn đi kẹp. Ok. Em lo phóng xanh không để ý nó lại bị lạc nữa. Nó lạc đâu đó nè. Chị chê. Nhờ mang cái đuôi tiên cá này của Tây Un á thì tôi mới bơi ngược dòng nước chảy được. Nước chảy xiết cỡ nào cũng bơi được hết á. Ví dụ nước xiết mạnh thì lặn sâu một chút rồi bơi, chứ bơi mà lững lững kéo ghê lắm. Nhất là bơi gần mấy cái viền này nè, nó giật hơi bị ghê luôn. Chị chê. Rồi tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại trong chương trình phóng xanh lần sau nếu có thể. Phải lên bờ luôn rồi. Chị chê.